sao chợ bán nhiều thứ mà ít người quá cô ha. Giờ chắc kinh tế khó khăn người ta ít đi chợ ha. Dạ. Dạ, mến chào cô chú anh chị và tất cả quý vị khán giả. Hôm nay thì Hải tiếp tục có mặt tại chợ Quỳnh Hữu Nghĩa ở Mỹ Tú, Sóc Trăng, hay còn có tên gọi khác đó là chợ Mỹ Tú nha cô chú anh chị. Hôm nay thì Hải qua đây để mà chia sẻ cái hình ảnh ngôi chợ quê mình cho bà con cô bác mình cùng xem. Bà con cô bác mình xem thương Hải thì ủng hộ Hải bằng cách đăng ký kênh, bấm theo dõi ủng hộ Hải. Và Hải cũng cảm ơn bà con đã dành thời gian quý báu của mình xem cái video của Hải. Kính chúc tất cả quý vị luôn luôn bình an, mạnh khỏe. Kính thưa quý vị, khu vực này thì là khu vực chợ Bách Hóa tổng hợp ha. Còn khu vực bên đây thì khu vực chợ khu hải sản tươi sống. Thì mình sẽ qua cái khu vực hải sản tươi sống quay trước, rồi sau đó mình sẽ quay cái khu vực chợ Bách Hóa tổng hợp cho bà con cô bác mình cùng xem. Đó. Khu ở đây thì qua lộ ha. Qua lộ bên đây thì Bách Hóa tổng hợp, qua lộ bên đây thì khu hải sản tươi sống. Đây có cô bán tép. Này cô mình bán tép. Tép này tép cháu phải không cô? Dạ tép cháu mới đổ lên chú ơi. Dạ, một vậy mình bán cái này là một ký là bao nhiêu tiền dạ, cô? Mua ký 60, còn mua lẻ thì 320. Dạ dạ. Cô đây bán quá trời rẻ luôn, khu vực khác thì một ký tới 100.000 lận. Còn khu vực bên đây nè, cũng có bán đủ thứ luôn ha. Thịt chuột, mần sẵn, về mần. Nói chung là khu vực này thì hiện tại là mùa nước nổi nên bà con, cô bác mình đi đặt chuột đó, được nhiều. Nên người ta bán thịt chuột cũng rất là nhiều luôn ha. Đây mùa nước nổi ở đây cũng có rất là nhiều cá đồng. Sẽ đi qua một vòng ở phía sau xem có bán những món gì ha. Đây khu vực rau củ quả. Nói chung là bây giờ là ngôi cái chợ nào cũng vắng hết. Chợ nào cũng vắng hết nha cô chú anh chị. Đó. Thành ra là mình đi. Nãy giờ thì cũng thấy rất là ít khách ha. Đây cô bông bán bông điên điển. Xua đũa với mấy cá tép rồi này kia. Ở đây chủ yếu là bán cá đồng không ha. Nãy giờ thì mình đi một vòng mà thấy hơi vắng. Đây bán mắm. Bữa nay mới 7 giờ mấy mà thấy hơi vắng hay chế ha. Hàng ngày có vắng vậy không chế? Dạ. Thì giờ chị này mình bán nhiều thứ mắm luôn chị ha. Ai ghé chợ ở đây thì ủng hộ chị ha. Nói chung là nãy giờ mình đi thì nói chung là vắng tanh luôn ha cô chú anh chị. Mới 7 giờ thôi, 7 giờ 10 thôi mà vắng vậy đó. Mấy sạp thịt rau cải củ quả rồi này kia thì nói chung là ít người lắm. Như bây giờ là thời buổi kinh tế khó khăn nên bà con mình cũng ít có đi chợ, với lại chợ cũng không có nhộn nhịp như trước ha. Chị già bán bánh gạo. Đây khu vực ở đây là một cái khu nhỏ là bán cá, bán chả rồi này kia. Bữa nay con thấy mới 7 giờ mấy mà sao vắng người quá cô. Mỗi ngày có vậy không?
Dạ. Đầu tuần là tiêu rồi, quay cái gỗ tép lên thành phố đi. Cái này con quay cho nước ngoài xem. Đẹp lắm thấy không? Dạ. Có mình anh bà Sáu là xấu thôi, còn đồ đẹp không luôn. Dưới quê mình là bán đồ toàn là đồ dưới quê không cô ha? Dạ. Thôi con cảm ơn cô. Ở đây là bán cá rô rồi kia đồ hay đồ. Bây giờ đi than cô nào cô nấy cũng than ế hết trơn. Mình đi một vòng thấy cũng hơi vắng. Giờ vắng rồi chứ ha. Đây. Cái này quay chia sẻ lên YouTube người ta thấy thì người ta qua mua ủng hộ. Em. Dạ dạ. Ở đây là cô chú anh chị ơi, nói chung là bây giờ thì mùa này cũng là mùa nước nổi ha. À. Từng nước lên thì nó cũng lên tới chợ luôn. Cô bán mắm mắm gì cô? Mắm cá sạch ha. Dạ. Cái này thí dụ như nước lên lớn có lên tới đây không cô? Chưa tới à? Đây cô bán. Cô không dám bán bánh rồi nè. Bánh này là đẹp quá. Không dám bán bánh, một ngày bán bao nhiêu bánh? Bán cái tỷ mấy. Đây bán cá bóng mà tép à. Có bán cua biển luôn. Nói chung là cái khung cảnh ở đây giờ quá trời vắng rồi, chợ ế ai cũng than ế hết trơn quý vị. Nó những con tép sống vậy đó, tôm cá thấy vắng quá trời vắng. À, khám phá chợ quê. Dạ. Yeah. Đây nè. Ồ, tôm sống nhằn luôn chú chị. À, mấy chị ngồi thấy cũng cơ nghiệp. Đó. Biết sao giờ chợ vắng khách. Em ở Nhu Gia. Dạ. Có 45.000 nè em ơi. À. Vắng khách quá trời luôn. Đây vắng khách nhiều ai á. Đây là cá. Cá đồ hải sản. Cấp này thấy chợ buôn bán được ta quay nhiều. Chợ buôn bán có đặng cho đi đâu á. Tài chợ gì đâu á, đặng ta biết được. Có tài chợ gì đâu, đi quay giống như bà con ta đi nước ngoài ta nhớ quê mình quay quê cho người ta xem. Nước ngoài ta thấy hả? Dạ dạ. Thì mà đang họp xuống nó quay lại cho chứ. Thấy chú luôn hả? Này có bán mực cá rồi này kia. Nãy giờ mình quay cái khu vực bên kia ha, nói chung là cũng thấy khách rất là ít. Bây giờ mình qua quay cái khu vực
trước chỗ Bách Hóa Tổng Hợp xem họ buôn bán những gì, khách có đông hơn bên kia không ha. Đây cô đây bán vịt. Vịt này 1 ký bao nhiêu tiền cô? 1 ký 38 ngàn hả? 48. 48 mà nói 38 chả lỗ à. Cái này con hai cái mấy, cái này có lông tơ không? Không, con không có. Giờ để chút con, để cái con mập mập đi, con vô trong con quay ra con mua ủng hộ cô á. Tép đâu nhà, không có biết ăn tép đâu, ăn thịt để cho nó chắc. Dạ, yeah, đây cô bán cam. Nói chung bán bắp rồi này kia nè, cô chú anh chị. Mấy bữa nay thấy khách đông không chị? Đông mà bán không được. Dạ. Dạ. Mấy chú kia quay tới chúng ta phải mua đồ tới chúng ta mà mấy chú quay tới mà mua. Con mua giùm cô kia một con vịt rồi đó. Ờ, giờ mua vịt với con ơi. Con mua. Giờ mua muốn gì? Con mua rồi sao sách về hết được cô thông cảm. Ở đây có bán đu đủ, bán dừa khô, bông súng, ốc. Cấp này con thấy ở đây sao chợ bán nhiều thứ mà ít người quá cô ha. Giờ chắc kinh tế khó khăn ta ít đi chợ ha. Dạ. Thôi con cảm ơn cô ha, chúc cô bán hết sớm về sớm. Đây cô chia sẻ là bây giờ là theo kiểu là ít người đến chợ rồi này kia ha. Còn ở đây là bán tép nè. Bà con cô bác lựa tép quá trời luôn. Bán không kịp luôn ha. Anh đừng coi nghe em nghe nổ máy đó. Em báo trước luôn nha. Nãy thấy nhóc luôn, bây giờ bán hết luôn rồi nè. Hai bó cuối cùng. Em lên máy là máy bị lỗi lắm. Em làm gì? Ở đây là khu vực thị trấn Quỳnh Hữu Nghĩa, khu Mỹ Tú ha. Đây khu vực này thấy bà con cô bác mình buôn bán trái cây đồ này kia nhiều. Rau củ quả. Cô ở đây bán vé số kèm theo bánh cốm dẹp nữa. Một bọc thì bao nhiêu tiền cô? Bột 30 ngàn giờ mấy? 20 hả? Giờ chưa tới ông bốc, vài ngày nữa người ta mua rồi. Vài ngày nữa người ta mua về ta để cúng cúng trăng á. Chú cảm ơn con ha, dễ thương quá. Ở đây bán dừa khô, bán cam. Đây à. Khu vực này thì cũng có bán khoai với bán sừng trâu. Dạ. Em khám phá chợ quê. Dạ dạ dạ. Em ở Nhu Gia. Đây có chị bán ở đây thấy. Em thấy mấy chị em. Dạ. Bấm khám phá chợ là thấy à. Cô ở đây bán rau muống có mấy bó. Đây là sẵn dịp mình quảng cáo vàng xe đạp cho cô luôn ha. Dàn xe đạp điện với xe đạp thường gì có hết chứ. Này mình không có để tên tiệm gì cô ạ? Cẩm Phương. Cẩm Phương ha. Ở chợ Mỹ Tú. Bà con của bác mình có muốn mua xe đạp thì ghé đây mua ủng hộ cô. Này bán xì ghi đồ này kia. Bán toàn là rau gừng không à, rau từ bẻ gì không ha. Tại vì đây khu vực gian hàng trái cây của chị ở đây bán. Nói chung là mình thấy mấy chị bán mà khách đồ này kia ít chịu, thấy cũng thương mấy chị lắm. Đây, ở đây thì bà con của bác mình bán thì không có để cái bảng giá như bên chợ trung tâm ha. Thì mình mua thì mình hỏi giá thôi. Xoài non. Cái này dưa lưới.
đây ông chủ bụng bự. Quay lên YouTube hả con? Chia sẻ. Đậu ghé mua đồ có được không? Được, được, được. Đây cô ghé mua đồ nè. Mua nhiều nhiều đi cô, ủng hộ mấy người bán cô. Mua nhiều nhiều ủng hộ. Đây bán dép. Dép 3 đôi 150. Nhiêu? 3 đôi 100. Dép 3 đôi 100 thôi ha, mình nói chơi 3 đôi 150. Ở đây cũng có khách người ta yêu cầu quay chị gái bán nhãn. Nói chung là cái khu vực này thì mình thấy cũng khách rồi này kia cũng vắng lắm cô chú anh chị ơi. Đó. Nói chung là mình nhìn xung quanh rồi này kia thấy vắng quá trời vắng. Rồi sao mình đi vòng qua bên đây đi. Đi vòng qua bên đây thấy mấy cô, mấy anh bán đồ mình ngồi mà. Khách đúng rồi, bán giò thấp giò cao. Đây bán đồ tươi ngon không cô ha, mà thấy ít người. Đúng rồi, đúng rồi, còn thấy ít người quá trời luôn. Kệ đi, gắn đi cô, mai mốt mình làm ăn kinh tế lên lại ta lại chợ nhiều. Cậu ở đâu lại đây hoài vậy? Con ở Nhu Gia. Dạ. Dạ. Đưa lên YouTube đi. Dạ dạ. Ừ. Đi, ông nói chưa đi bà mặc quay đi bà. Đây mình sẽ quảng cáo khu vực bán bún ở đây của chị nè. Bún riêu. Này mình bán ở đây là một tô bao nhiêu tiền chị? Một tô có 25 ngàn à. Đó. Bao ăn no luôn, ăn không no cho ăn thêm ha. Ăn no luôn, bảo kê luôn. Dạ. Thích gì à, cộng cái gì, thích gì là lấy nấy. Dạ. Đây, mấy chị với mấy anh cũng ngồi đang ngồi dùng ở đây. Khu vực này mình cũng có bắt gặp mấy cô đang ngồi bẻ, bán cá tới ngồi bẻ bông súng không cô á? Bông súng quê em đâu bắt đi bà. Đây mình sẽ quay khu vực em trai ở đây bán các mặt hàng bánh, tàu hũ rồi này kia. Đồ cái này mình chuyên bán gì đồ chay không á em trai? Vậy hả? Cái này tàu hũ này một miếng bao nhiêu tiền vậy? Bán cho anh vài cái ủng hộ ơi. Tàu hũ. Khu vực này tiếp tục mình trở về cuối chợ rồi cô chú anh chị ơi. Cuối chợ thì bà con cô bác mình tiếp tục là bán hải sản đồ cá ốc tôm rồi này kia ha. Vắng quá trời vắng luôn. Mùa nước nổi đáng ra phải người nổi ha, tự nhiên người vắng lại. Người đông đông một chút đi. Nãy giờ thì mình cũng đi gần giáp hết chợ rồi, nhưng mà vì lý do là bà con cô bác mình buôn bán nói chung là không có tập trung, nên mình không thể nào quay hết cảnh bà con buôn bán. Và Hải cũng xin kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn bà con cô bác mình đã xem. Xin chúc tất cả quý bà con mình luôn luôn bình an, mạnh khỏe và gặp là nhiều điều may mắn trong cuộc sống.